xin chào quý anh chị đã đến với kênh chúng tôi chúc quý anh chị và các bạn có một buổi nghe truyện thật hay và vui vẻ nhớ like và nhấn nút đăng ký kênh giúp mình với nhé cảm ơn mọi người ngay lúc vương ký âm thầm quay về bẩm báo lưu biểu thì tại khoái phủ ở tương dương khoái việt cùng khoái lương đang thương lượng thế cục trước mắt khoái lương không được khỏe phần lớn thời gian đều ở trong nhà của huyện Trung Lư, ngày lưu biểu mừng thọ cũng gửi thiệp mời cho khoái lương, quan trọng hơn là hiện tại Kinh Châu thế cục phức tạp, vì ít lợi gia tộc, khoái Việt cũng hy vọng huynh trưởng đến trợ giúp mình một tay. Hiền đề khẳng định khả năng lập Lưu Kỳ làm thế tử không lớn sao? Khoái Lương lo lắng lo lắng hỏi, Lưu Kỳ là con rể của lão, nếu y không được làm thế tử, sẽ ảnh hưởng rất lớn với mình. Khoái Việt thở dài. Vốn đệ đã biết Kỳ công tử sẽ không được, vào tháng 5, đệ hy vọng Kỳ công tử có thể quay về tương Dương nhậm chức lại bị Châu Mục cự tuyệt, còn lần này chúc thọ Châu Mục, Kỳ công tử thân là đứa con cả, thậm chí ngay cả tư cách tham dự chuẩn bị mở tiệc đều không có, bởi vậy có thể thấy được địa vị của hắn rất bấp bênh, ít nhất đệ có 8 phần nắm chắc, Lưu Biểu chuẩn bị lập Lưu Tông làm thế tử. Khoái Lương trầm mặt, một hồi lâu mới nói: "Như vậy, Khoái gia làm sao bây giờ?" đây chính là nguyên nhân để mời huynh trưởng tới. Khoái Việt cười cười nói. Thẳng thắn mà nói, đệ muốn ủng hộ Lưu Cảnh, phương Đông không sáng phương Tây sáng, Lưu Kỳ không có khả năng, chúng ta sẽ quay sang giúp Lưu Cảnh, tin tưởng hắn sẽ không để chúng ta thất vọng. Ta cũng có thể hiểu được ý nghĩ hiền đệ, cũng sẽ toàn lực ủng hộ, nhưng... Cái đó và ta có quan hệ gì? Khoái Lương có chút không hiểu hỏi. Hôm nay đệ cùng Lưu Cảnh nói chuyện, hắn nói tình thế không được thuận lợi chính là bên người không có một lão quan trường đắc lực nào khiến cho hắn phạm vào không ít sai lầm cho nên khoái việt nói đến đây vẻ mặt chờ mong nhìn về phía huynh trưởng khoái lương bỗng nhiên hiểu được ý tứ đệ đệ để nói là để cho ta đi phụ tá lưu cảnh khoái việt gật gật đầu đối với đệ mà nói hoặc là đối với khoái gia mà nói không có ai thích hợp hơn là huynh trưởng ở thời điểm quan trọng chúng ta phụ giúp hắn để tin tưởng bằng năng lực của hắn hắn nhất định có thể thay thế được lưu tông và lưu kỳ trở thành người đứng đầu kinh châu khoái lương chắp tay sau lưng đi vài bước tin tức này đến rất đột ngột khiến lão không có sự chuẩn bị nhưng khoái lương biết nghĩ rộng lão đã suy tính lợi ích không chỉ là một sớm một chiều mà là dài lâu thậm chí lợi ích gia tộc cả trăm năm lão nhướng mày chần chừ hỏi nhưng hiền đệ đã nghĩ tới việc tào tháo còn bao lâu nữa sẽ xuôi nam mà lưu cảnh có khả năng chống đỡ được phái tàu không bây giờ phụ giúp hắn liệu có lợi ích cho gia tộc không khoái việt mỉm cười để đương nhiên suy xét đến rồi chúng ta ủng hộ lưu cảnh giành lấy kinh châu ngăn cản thái gia thượng vị nhưng cũng không ủng hộ hắn chống đỡ tàu hiện tại thân thể của lưu biểu tình hình không được tốt lắm ông ta sống nhiều nhất cũng chỉ hai năm để tin tưởng trước khi đại quân tàu tháo xuôi nam kinh châu chắc chắn sẽ đổi chủ nếu lưu tông lên ngôi thái gia đương quyền đó mới là bắt đầu tai họa cho khoái gia hơn nữa để còn biết một tin tức nữa giang đông cũng có thể ủng hộ lưu cảnh ánh mắt khoái lương lộ ra vẻ kỳ quái cười nói có lẽ tin tức của ta không được linh thông cho lắm nhưng giang đông ủng hộ lưu cảnh dường như không phù hợp lẽ thường cũng không phù hợp lợi ích của giang đông ta cảm thấy giang đông ủng hộ lưu tông càng phù hợp cho quốc sách cướp lấy kinh châu của bọn họ không huynh trưởng chỉ biết một không biết hai gian đông khi đối mặt với tàu quân quy mô xuôi nam họ nhất định hy vọng người đứng đầu kinh châu kiên định chống đỡ phái tàu để biết được một tin tức xác thực tôn quyền sau khi kết thúc đại chiến ở sài tang ngày hôm sau liền phái lỗ túc đi sứ sài tang thương lượng giải hòa bởi vậy có thể thấy được thái độ gian đông đối với lưu cảnh để càng tin tưởng bọn họ sớm hay muộn sẽ làm đồng minh khoái việt cuối cùng cũng thuyết phục được khoái lương khoái lương trầm tư thật lâu liền vui vẻ nhận lời nếu hiền đệ tự tin như thế, ta có thể nghe theo hiền đệ an bài đi phụ tá lưu cảnh, chỉ là ta dùng thân phận gì đi gian hạ. Khoái việc thấy huynh trưởng nhận lời, ông mừng rỡ trong lòng, vuốt trâu cười nói. Thân phận huynh trưởng đệ đã bố trí rồi, lưu cảnh xây dựng một tòa thư viện ở gian hạ, huynh trưởng hãy đến làm viện chủ. Ở tương dương mưa vẫn rơi tầm tã, về đêm mưa càng thêm lạnh, khiến nước mưa đóng băng lại, vô cùng rét buốt. bất kể là tương dương là phàn thành, trên đường vắng ngắt, thỉnh thoảng mới có bóng người qua lại. Tử quán vọng gian đến giờ đóng cửa, lục tích cuối cùng từ trong tử quán đi ra, hai gã tùy tùng đi theo sau y lục tích ở tại phàn thành, y còn muốn đi thuyền sang sông. Nhưng đêm nay y hơi say, gió lạnh thổi, cảm giác say càng tăng thêm, đi đường bắt đầu loạn choạng. hai gã tùy tùng vội vàng theo bên cạnh đỡ lấy y ta không sao. Y đẩy hai gã tùy tùng ra, bỗng nhiên bước nhanh chạy vội tới bên đường, ngồi xổm xuống nôn mửa, hai gã tùy tùng ở một bên vỗ nhẹ nhẹ vào lưng của y. Đúng lúc này, một chiếc xe ngựa đột nhiên đổ lại chỗ bọn họ, vài tên áo đen từ bên trong xe ngựa chui ra, nhanh mạnh như ưng đánh ngã lục tích và hai gã tùy tùng ngã xuống đất, hai gã tùy tùng liều mạng phản kháng, nháy mắt đã bị đau đâm chết, lục tích bị bắt lên xe ngựa. Cả thi thể hai tên tùy tùng nhanh chóng biến mất trong đêm mưa đen kịt. Tuy rằng Lưu Biểu từng hạ lệnh vào năm kiến an thứ hai, Kinh Châu không được phép xây dựng tư ngục, nhưng mỗi đại gia tộc đều bí mật thiết lập những địa đạo riêng thái gia cũng không ngoại lệ thái gia xây dựng hai phòng trừng phạt ở kiếm quán dùng để xử lý những sinh đồ vi phạm quy định nhưng trên thực tế chỗ gọi là phòng trừng phạt này chính là tư lao thái gia ngầm còn có địa lao có gia tướng đặc biệt trông coi trong đêm gió rét lạnh trong mưa phùn một chiếc xe ngựa cùng hơn trăm người hộ vệ chậm rãi lái vào thái thị kiếm quán kiếm quán buổi tối rất lạnh không có một sinh đồ luyện võ nào xe ngựa dừng lại ở một phòng ốc thái mạo và hoàng xạ trước sau đi xuống lúc này một bóng đen đi lên không người thi lễ nói tham kiến gia chủ vất vả cho các ngươi thái mạo khen hai câu lại hỏi hắn hiện tại ở đâu bóng đen đó là gia tướng thái thị lôi hoành y dẫn thuộc hạ đi bắt giữ lục tích trong bóng đêm y giống một pho tượng đen không người đáp hồi bẩm gia chủ hắn đang bị giam giữ trong nhà lao chỉ có điều uống rượu quá nhiều, còn có chút mơ hồ. Lôi hoành lại đem một phong thư cung kính đưa lên cho Thái Mạo. Đây là thứ lục soát được trên người hắn, là thư Tây Tôn Quyền viết cho bạn Đức Công. Thái Mạo cầm lấy bức thư, nhưng không hề xem, mà hỏi lôi hoành đạo. Trong khi bắt hắn, có bị người nào phát hiện không? Không có, hai tùy tùng đi theo hắn đều bị giết chết, rất nhanh và gọn gàng. Lúc này, hoàng xạ ở một bên nhìn không được nói thế thúc không ngại xem qua thư trước. Thái Mạo liếc mắt nhìn gã, thản nhiên nói. Hiền chất, không cần phải gấp gáp, chuyện này cũng giống nhau cả thôi. Hoàng xạ mặt đỏ lên, trong lòng thầm mắng một tiếng, không dám lên tiếng nữa. Thái Mạo mở thư ra, mấy tên thuộc hạ vội vàng mang đèn lồng lên phía trước. Thái Mạo đại khái nhìn qua, là thư chiêu hiền tôn quyền viết cho bàn Đức Công. Nhưng Thái Mạo cũng không quan tâm nội dung bức thư, lão chỉ quan tâm phong thư này là tôn quyền viết, việc này với kế hoạch của lão là rất quan trọng. Lão dương dương tự đắc, không kìm nổi đắc ý cười nói. Có phong thư này và lục tích, lưu cảnh sẽ không thể chạy thoát rồi. Hoàng xạ hừ lạnh một tiếng. Vậy phải có lục tích phối hợp mới được, liệu hắn có chịu không? Ngày hôm qua hoàng xạ mới gặp thái mạo, còn có chút thái độ vãng bối, nhưng hôm nay thái độ đó ít hơn hẳn, ngữ khí của giáo úy nhiều thêm vài phần, nói chuyện với Thái Mạo cũng không khách khí như thế, khiến trong lòng Thái Mạo có một chút bất mãn. Thái Mạo dùng một loại giọng điều trào phúng coi thường không thèm để ý nói. Những sĩ tử trẻ tuổi sợ nhất cái gì? Nói cho người biết, sợ đánh, sợ chết, sợ danh dự bị tổn hại, người tin hay không? Tối nay lục tích sẽ ngoan ngoãn cúi đầu, hợp tác với ta. Nhìn vẻ mặt Hoàng xạ còn không tin, Thái Mạo hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, đi xem đoàn người đi theo thái mạo vào trong nhà, hoàng xã chần chiều một chút, cũng đi vào theo. Cách phòng trừng phạt khoảng trăm bước là sân thao diễn của kiếm quán, thái tiến đang cưỡi ngựa huấn luyện chém dết, buổi sáng ngày mai là y và lưu cảnh lần thứ hai tỷ võ. Thái tiến quay người lại chỉ thấy lưu cảnh bước nhanh lên đại sảnh. Gã vội vàng tiến lên chào. Bái kiến lưu tư mã, muộn như vậy còn đến quấy rầy, thực có chuyện quan trọng. Lưu cảnh khẽ gật đầu, khoát tay chặn lại. Mời ngồi rồi nói. Hai người ngồi xuống, Lưu Cảnh tươi cười chăm chú nhìn Thái Tiến, hắn không nghĩ ra Thái Tiến có việc gì quan trọng. Thái Tiến trầm ngâm chốc lát nói. Đêm nay ta nhìn thấy hoàng xạ. Đây đúng là việc khiến Lưu Cảnh cảm thấy hứng thú, hắn vẫn rất chú ý tung tích của hoàng xạ. Hắn biết hoàng xạ là con rắn độc đang ẩn núp trong bóng tối, bất cứ lúc nào cũng thừa dịp mình không chú ý sẽ hung hăng xông tới cắn mình một miếng. Huynh nhìn thấy hoàng xạ ở đâu? Lưu Cảnh lại hỏi. Thái Tiến lắc đầu. Có vài lời ta không thể nói nhiều, sự tình liên quan tới lợi ích của gia tộc, Lưu Tư Mã chỉ cần biết rằng hoàng xạ bây giờ đang ở Tương Dương, y đang muốn hãm hại Huynh. Hơn nữa, dường như đã bắt được nhược điểm của Huynh, Huynh phải coi chừng. Lưu Cảnh gật đầu, Thái Tiến mặc dù không nói rõ, nhưng một câu liên quan đến lợi ích gia tộc liền ám chỉ cho mình hoàng xạ và thái mạo có câu kết phải nói điều này cũng nằm trong dự liệu của lưu cảnh dù sao cùng chung kẻ địch lại càng dễ dàng liên hợp lưu cảnh cười nói ta có thể hiểu được cái khó xử của thái huynh ngoại trừ câu nói kia thái huynh còn có gì có thể nói cho ta biết không thái tiến cúi đầu trầm tư một lát có lẽ gã cũng cảm nhận được tin tức mình cung cấp quá ít không đủ để trợ giúp lưu cảnh gã cắn răng một cái cuối cùng nói ở địa lao trong phòng trừng phạt của kiếm quán thái thì có giam giữ một người là ai ta không biết nhưng người này là nhân vật mấu chốt hoàng xạ dùng để đối phó với huynh nói đến đây thái tiến đứng dậy thi lễ ta chỉ có thể nói như vậy thôi lưu cảnh đáp lễ thành khẩn nói đa tạ thái huynh báo tin đúng lúc lưu cảnh vô cùng cảm kích thái tiến lắc đầu cười nhạt một tiếng ta cùng lưu tư mã không phải thù cũng chẳng phải bạn nhưng ta kính trọng lưu tư mã là một chiến sĩ cho nên gắn tận chút sức mọn hy vọng tư mã bảo trọng thái tiến cáo từ thái tiến không nói chút nào về việc luận võ ngày mai lưu cảnh cũng không nói trong lòng hai người bọn họ đều hiểu được ở đây sát khí trùng trùng luận võ ngày mai rất có thể sẽ không thể tiến hành được thái tiến cáo từ đi rồi lưu cảnh sớm đứng ở cửa lớn nhìn chăm chú bóng gã đi xa không khỏi lâm vào trầm tư hoàng xạ muốn hãm hại mình thế nào y nắm được nhược điểm gì của mình hắn nhìn sắc trời một chút lúc này trời mới tối chưa lâu cửa thành tương dương còn chưa đóng hắn lập tức hạ lệnh chuẩn bị ngựa cho ta ta muốn đi tương dương sau nửa canh giờ lưu cảnh dẫn theo hai mươi tên lính xuất hiện trước kiếm quán thái thị cửa chính kiếm quán thái thị đóng lưu cảnh nháy mắt với một tên binh sĩ gã liền hiểu ý lập tức tiến lên gõ cửa một lúc lâu sau bên trong có người hỏi ai vậy phụng lệnh gia chủ tiến đến gia tăng canh phòng phòng giam nhanh mở cửa cửa chính kẹt một tiếng mở ra một lão già thò đầu nhìn xung quanh còn chưa kịp phản ứng chiến đao hàng quan lóng lánh đã kề lên cổ khiến lão già sợ tới mức muốn té xỉu tên lính kéo vạt áo lão nói mau. Phòng trừng phạt ở chỗ nào? Lão già nơm nớp lo sọ, chỉ về góc phía Tây Bắc. Tên lính đẩy lão bảo. Đưa chúng ta đi. Lưu cảnh phóng ngựa vọt vào kiếm quán, hướng phòng trừng phạt chạy tới. Phòng trừng phạt là một tòa nhà xây dựng trên một mẫu đất, sau lưng tựa vào một ngọn núi. Mọi người đi vào cửa chính, phía trong tối như mực, một tên lính chăm cây đút mọi người mới nhìn rõ ràng cấu trúc bên trong đi qua ba cái cửa sắt mới vào đến đại sảnh trong hành lang bị chia cắt thành từng gian phòng nhỏ trước mỗi gian phòng ốc đều được trang bị song sắt hiển nhiên mỗi một gian phòng chính là một nhà tù thu nhỏ chỉ có điều trong gian phòng trống rỗng không nhìn thấy một phạm nhân nào cửa vào địa lao ở chỗ nào lưu cảnh lớn tiếng quát hỏi người gác cổng lão già gác cổng nơm nớp lo sợ chỉ về góc phía đông mọi người cũng nhìn thấy nơi đó có một cái cửa sắt. Mọi người mới tới trước cửa sắt đã thấy một tên thủ vệ vội vàng hấp tấp nhằm hướng khác chạy như bay. Mấy tên lính nhanh chóng chạy lên, ấn gã xuống đất. Tên thủ vệ sợ hãi hô lớn. Đừng giết ta. Không liên quan gì tới ta. Binh lính đem tên thủ vệ bắt lại, thủ vệ sợ tới mức ở trước mặt lưu cảnh đập đầu xuống đất, cuốn quyết nói. Xin tha mạng. Không liên quan đến tiểu nhân lưu cảnh dùng roi ngựa chỉ tên thủ vệ lạnh lùng nói ta hỏi ngươi là người nào bị giam giữ trong địa lao vâng là lục tích sứ giả giang đông nửa canh giờ trước gã đã bị gia chủ phái người đưa đi tất cả tù phạm đều được mang đi rồi ngay vào thời khắc lưu cảnh thất vọng rời khỏi tương dương một tòa nhà dân ở phía nam thành tương dương bỗng nhiên ánh lửa ngút trời mấy trăm tên lính bao quanh tòa nhà bên trong không ngừng truyền đến tiếng đao kiếm giao đấu và tiếng kêu thảm thiết thỉnh thoảng có thi thể bị giết chết được binh lính đưa ra ngoài thái mạo chấp tay đứng trước nhà dân mang trên miệng nụ cười đắc ý ngôi nhà dân này chính là chỗ ở tạm thời của trinh thám giang đông bọn họ bắt được lục tích trinh thám của giang đông ở trong này về phần đám tùy tùng bị giết chết dĩ nhiên là tù nhân ở trong địa lao của thái gia loại thủ đoạn treo đầu dê bán thịt chó này đối với thái mạo mà nói sớm đã quen rồi Hết thảy đều được lão an bài thỏa đáng, không có bất kỳ sơ hở nào. Lúc này, mấy tên lính đem Lục Tích từ trong đám dân chúng kéo ra, nhìn ra được Lục Tích bị đánh không nhẹ, hơi thở yếu ớt. Tên lính tiến lên bẩm báo. "Khởi bẩm quân sư, người này phản kháng kịch liệt, các huynh đệ xuống tay có chút độc ác, nhưng chưa giết chết gã." Thái Mạo gật gật đầu, lại hỏi: "Có lục soát được gì không?" Một tên lính dâng lên một bọc nặng đây là vật phẩm tùy thân của gã. Thái Mạo mở ra, từ trong bọc quần áo tìm được một phong thư. Ánh mắt của lão hiếp lại, lóe lên một tia đắc ý không chút che giấu. Đưa đi. Thái Mạo nghe răng cười độc ác vung tay áo lên. Dẫn gã đi gặp Châu Mục. Lúc này đã đến giờ tuất, chính là 8 giờ tối, rất nhiều người đã chìm vào giấc ngủ. Trên đường cái yên lặng, người đi thưa thớt hơn trăm tên lính áp giải lục tích bị thương bước nhanh về phía phủ châu mục. Thái Mạo đi bên cạnh lục tích, hạ giọng nói. Nếu ngươi muốn giữ mạng sống, phải ngoan ngoãn làm theo lời ta nói. Nếu không, ta sẽ cho người chết không có đất chôn thay. Lục tích đã bị khổ hình đánh bại, gã cúi đầu thở dài, không đáp một lời. Thái Mạo hừ lạnh một tiếng, bước nhanh đến trước cửa phủ, chắp tay nói với hai tên hộ vệ ra tới. Mời chuyển cáo tới châu mục ta có chuyện quan trọng khẩn cấp cần bẩm báo châu mục. Lưu Biểu lúc này đang ở trong thư phòng của mình, ông ta vừa mới nhận được tin tức Thành Nam có nhà dân bị cháy. Ông đang định phái người tới xem xét tình hình, lúc này có thị vệ bên ngoài bẩm báo. Thái quân sư đến đây, nói có việc khẩn cấp muốn bẩm báo. Lưu Biểu ngẩn người, chẳng lẽ cùng việc Thành Nam cháy có liên quan. Ông ta lập tức hạ lệnh. Đưa vào gặp ta. Không lâu sau, thái mạo vội vàng đi vào thư phòng kích động nói khởi bẩm châu mục vi thần vừa mới nhận được tố cáo có người mang theo binh khí trốn trong một nhà dân phía thành nam vi thần liền dẫn người đi bắt giữ không ngờ bắt được trinh thám của giang đông lưu biểu nhất thời không phản ứng kịp hỏi trinh thám giang đông cái gì hồi bẩm châu mục là lục tích tấu tào duyệt giang đông vi thần biết người này nói xong Thái Mạo lại đem phong thư đưa lên lưu biểu. Đây là thư gã mang theo bên mình, hình như là thư tôn quyền tự tay viết. Lưu biểu nhân thư liếc qua, trên đó viết gửi đến Lưu Thái Thú Giang Hạ. Đây đúng là bút tích của tôn quyền, Lưu biểu nhận ra được. Chỉ có điều Lưu Thái Thú Giang Hạ là người nào? Lưu biểu tâm vừa chuyển, bỗng nhiên hiểu ra được. Lưu Thái Thú chẳng phải là Lưu Cảnh hay sao? Trong lòng nhất thời dân lên một cổ lửa giận ông xé bì thư, lấy thư ra xem một lần, đúng là thư Tây Tôn Quyền viết cho Lưu Cảnh, phía dưới còn có đại ấn ngô hầu. Nội dung bên trong là hy vọng hai nhà hòa hảo, cùng chống chọi với Tào Tháo, phần sau bức thư, biểu đạt lo lắng của Tôn Quyền đối với Lưu Kỳ và Lưu Tông. Người Bắc không giỏi tàu thuyền, quân Tào Nam Chinh cần dựa vào quân Kinh Châu. Bất kể hai người kỳ, Tông đứng đầu Kinh Châu, đều là họa của Giang Đông, duy chỉ có công tử Vũ Dũng Thiện Chiến, ánh mắt sâu xa mới có thể chống đỡ được với Tào Tháo. Quyền nghe nói công tử đặc biệt chí lớn, không cam lòng làm giặc của Tào Tạc, quyền cũng vậy. Giang Đông nguyện một lòng trợ lực để công tử lên vị trí Kinh Châu Mục, nắm lấy quân đội Kinh Châu. Giang Đông, Giang Tây có thể liên quân phá Tào, cùng chống lại Tào Tạc. Xin công tử sớm về Giang Hạ, phải sứ giả đến Giang Đông nói chuyện hợp tác. Quyền ngẩn cổ trong mông. Xem xong lá thứ, da mặt lưu biểu dần chuyển thành màu đỏ tím, phẫn nộ mãnh liệt trong mắt che kín tâm trí ông ta. Ông ta rốt cuộc không kìm nổi chữ lớn. Thằng nhãi ranh dám lớn ác ta. Trong lòng thái mạo mừng thầm, lại tranh thủ rèn sắt khi còn nóng nói. Lục tích đang ở ngoài viện, nhưng gã vẫn phản kháng kịch liệt, bản thân đã bị trọng thương, hơi thở rất yếu rồi, có cần vi thần trị thương cho gã trước hay không? Lưu biểu kiềm chế căm giận ngút trời, chậm rãi đi ra cửa nhìn mấy tên lính kéo lưu tích gã cúi đầu hơi thở mong manh nâng mặt gã lên một tên lính túng tóc lục tích kéo mặt gã nâng lên tên khác đem cây đuốc chiếu sát vào mặt gã lưu biểu gật gật đầu quả nhiên là lục lan giấu quyết trong bữa tiệc nọ ba năm trước ông ta đã gặp một lần nhớ mãi không quên dẫn gã đi điều trị vết thương không được tổn thương gã lưu biểu biết lục khang cha gã nếu là con của cố nhân ngược lại cũng không thể ngược đãi quá mức đám lính đem lục tích kéo xuống trong lòng thái mạo mừng thầm lưu biểu chưa đưa ra vấn đề nghi vấn lục tích vậy cho thấy ông ta hoàn toàn tin tưởng việc này lão biết rằng lưu cảnh và giang đông âm thầm cấu kết mưu đồ cướp kinh châu đây là việc lưu biểu không dễ dàng tha thứ châu mục vi thần nguyện tự mình dẫn binh bắt lưu cảnh tới lưu biểu ngửa đầu nhìn màu trời đỏ sậm một lúc cuối cùng lắc đầu Việc này cứ để ta suy nghĩ một chút." Thái Mạo khẩn trương, vội vàng nói. "Nhưng Châu Mục." Không đợi lão nói xong, Lưu Biểu liền khoát tay. "Ngươi đi đi, ta hơi mệt mỏi rồi." "Vâng." Vi thần cáo lui. Thái Mạo bất đắc dĩ, đành phải lui xuống, gian phòng và trong viện lập tức trở lại yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng mưa bụi gõ nhẹ trên lá, độc, độc. Lưu Biểu chắp tay sau lưng đi qua đi lại trong phòng ông ta vẫn nhớ tới việc buổi trưa vương ký đi thăm dò lưu cảnh, ngay sau đó buổi tối lại xảy ra việc lưu cảnh âm thầm câu kết với Đông Ngô, giành quyền Kinh Châu. Tuy rằng chuyện này khiến người ta cảm giác có chút trùng hợp, nhưng lưu biểu hiện tại thà rằng tin đó là sự thật. Ông chỉ cảm thấy tâm lực tiêu tụy, vạn phần mệt mỏi. Thật lâu sau, lưu biểu nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Cảnh nhi, đây là người bức ta thái mạo đem theo thủ hạ và lục tích vội vàng rời khỏi phủ châu mục ở ngay bên cạnh cửa chính một nha hoàng cầm một phong thư trên tay đang lo lắng đứng chờ lúc này nha hoàng từ xa đã thấy thái mạo đến gần nàng đang định nghênh đón bỗng nhiên hai bóng đen xuất hiện từ phía sau lập tức che miệng của nàng kéo nàng vào bóng tối thư trên tay của nha hoàng rất nhanh xuất hiện trên bàn của lưu tông hai gã thuộc hạ bẩm báo nha hoàng bên cạnh thiếu phu nhân đang chuẩn bị đem phong thư này giao cho thái quân sư bị thuộc hạ chặn được làm tốt lắm lưu tông khen một tiếng thưởng các ngươi một ngàn tiền đến phòng thu chi lĩnh đi đa tạ công tử hai gã thị vệ vô cùng cảm kích lui xuống mặt lưu tông lập tức âm trầm trong lòng thầm mắng tiện nhân này không ngờ vụng trộm đưa tin cho nhà mẹ đẻ lưu tông xé phong thư vội vàng xem một lần, trong lòng lập tức cả kinh. Không ngờ Thái Thiếu Dư trong thư nhắc tới việc mình đang thí nghiệm một loại thuốc kỳ lạ, nạn đánh đổ chai thuốc này, kết quả bị Lưu Tông đánh cho một trận, muốn phụ thân đòi lại công đạo cho nàng. Đây là Thái Thiếu Dư kể sự thật. Nhưng ở trong lòng Lưu Tông giống như đem bí mật của gã vạch trần ra vậy, khiến gã kinh hoàng lại thêm phần phẫn nộ. Tiện nhân này, không thể không giáo huấn cô ta thật tốt. Lưu Tông nghiến răng nghiến lợi, từ trên tường rút kiếm ra, xông ra ngoài, đánh mất tự chủ của nam nhân khiến nội tâm Lưu Tông dần trở nên biến thái, vặn vẹo tràn đầy hắc ám và độc ác. Lưu Cảnh vừa qua khỏi Hán Thủy, đoàn người mới đến Phàn Thành. Ngay lúc hắn muốn vào thành, một trận vó ngựa từ xa truyền đến. Ngay sau đó mấy tên lính cưỡi ngựa chạy gấp tới, từ xa hô lớn. Cảnh công tử đi thông thả. Lưu Cảnh chăm chú nhìn bọn họ, dường như hắn từng gặp người cầm đầu, giống như thị vệ bên cạnh lưu biểu vậy đám kỵ binh đến trước mặt lưu cảnh dìm chặt chiến mã hô lớn châu mục có việc gấp muốn gặp cảnh công tử mời công tử nhanh đi tương dương đây là lần thứ hai lưu cảnh đi bái kiến lưu biểu chỉ trong vòng hai ngày ngắn ngủi lần đầu tiên là hắn chủ động đi còn lần này lưu biểu triệu kiến hắn nhớ tới lời của thái tiến hoàng xạ dường như nắm được nhược điểm của hắn đêm khuya lưu biểu triệu kiến khiến trong lòng lưu cảnh trở nên cảnh giác dị thương. Hắn trầm tư một lát. Lưu biểu không thể không gặp, nhưng nhất định phải chuẩn bị mọi việc sẵn sàng. Hắn lập tức quay về chỗ ở, ở trong nội y mặc thêm áo giáp, trước đó lại uống thêm thuốc giải độc. Đồng thời, Lưu Cảnh an bài 300 tên lính ở ngoài thành Tương Dương tiếp ứng, lại an bài hai chiếc thuyền lớn chờ trước bến tàu Tương Dương, lúc này mới mang theo hai mươi lính tinh nhuệ đi theo mấy tên thị vệ hướng tương dương mà đi trong thư phòng ánh sáng rạng ngời lưu biểu cố ý hóa trang che đậy bộ mặt già nua của ông ông ta cười cười vẻ mặt tỏ ra đặc biệt hòa ái thân thiết ha ha đêm nay tìm đến cháu là muốn nhờ cháu một chút sẽ không ảnh hưởng tới việc nghỉ ngơi của cháu chứ lưu cảnh cung kính thi lễ nói cháu họ chỉ lo lắng ảnh hưởng bá phụ nghỉ ngơi không hề gì. Lưu biểu cười tủm tỉm nói. Ta buổi chiều đã chập mắt chốc lát, tinh thần tốt lắm. Ngồi đi. Hai bác cháu ngồi xuống, hai tên đại hán giống như thợ chạm khắc đá cứng ngắc chắp tay trước ngực đứng sau lưng lưu biểu, giống như hai tác phẩm điêu khắc vụng về, hai thân thể tráng kiện, trên khuôn mặt không có nửa điểm sức sống. Lưu biểu tự mình rót cho lưu cảnh một chén trà nóng. Nhìn nước trà nóng hầm hập, cứ cho là vật dụng người trong đêm đông giá lạnh nhưng lưu cảnh vẫn khắc chế khát vọng khát khổ cổ của mình chỉ giả vỡ cầm chén trà lên nhấp môi lúc này hắn cực kỳ cảnh giác dáng vẻ già nua của lưu biểu khiến hắn không tự chủ liên tưởng đến chất kịch độc mặc dù trước đó hắn đã uống thuốc giải độc nhưng vẫn là cẩn thận tốt hơn tuy nhiên lưu biểu dường như không chú ý tới việc lưu cảnh giả uống trà hoặc nói ông ta nhìn thấy cũng làm bộ như không thấy Lúc này ông ta không thể không làm ra vẻ tươi cười. "Cháu trai, năm nay hẳn đã 18 tuổi rồi nhỉ? Cháu họ sau ngày mai đã 19 tuổi rồi. 19 tuổi chính là tuổi kiến công lập nghiệp. Năm đó Tôn Bá Phù cũng 19 tuổi khởi binh, tuy rằng ta không thích người này, nhưng không thể không thừa nhận chỗ hơn người của ông ta." Lưu Cảnh trầm mặt không nói, lặng lặng nghe Lưu Biểu nói tiếp. Hắn cảm giác điểm mấu chốt Lưu Biểu muốn nói sắp hiện ra rồi. Đề tài vừa chuyển, Lưu Biểu lại thở dài nói. Hôm nay ta bỗng nhiên nghĩ tới phụ thân cháu, em trai út của ta. Nó cũng chỉ có một mình cháu là huyết mạch lưu lại trên thế gian này, ta có trách nhiệm thay nó chăm sóc tốt cho cháu. Cảnh nhi, cháu có tên tự không? Cháu không biết. Giống như. Từng có, nhưng đã quên. Lưu cảnh nghe mông thúc nói qua, hắn có tên tự, nhưng mông thúc cũng không biết lúc này hắn hít một hơi thật sâu chỉ có thể dùng quên để trả lời lưu biểu ngửa đầu nghĩ một chút bỗng nhiên cười nói ta nhớ ra rồi phụ thân cháu đặt là tự gọi là diên tự lưu diên tự tuy nhiên bị bỏ rồi hình như trong tộc đã có bậc bề trên tên diên tự cảnh nhi ta đặt lại cho cháu một tên tên chữ mới nhé Lưu Cảnh cuối người nói. Hết thảy do bá phụ làm chủ. Lưu Biểu gật đầu cười, ông ta lại vuốt trâu trầm tư chốc lát rồi bảo. Cha cháu tên Lưu Bệnh, cũng không phải tên thật của cha cháu, là bởi sau khi lớn lên thân thể cha cháu yếu nhược nhiều bệnh, ông nội cháu mới đổi tên cho cha cháu là bệnh, tên thật của cha cháu là Lưu Khánh, tự văn thăng. Lưu Biểu dừng một chút lại cười nói. Cháu là huyết mạch duy nhất của cha, vì cha mà kéo dài hậu thế cho nên ta đặt cho cháu chữ diên khánh như vậy trong tên của cháu vừa có tên của ta cũng có tên của phụ thân cảnh nhi ta hy vọng cháu nhiều con lắm cháu đến hiện giờ mấy huynh đệ chúng ta vẫn chưa có một tôn bối nào khiến ta quá lo lắng rồi diên khánh lưu diên khánh trong lòng lưu cảnh thầm nghĩ tên tự này có chút không đủ văn nhã khiến hắn không khỏi nghĩ tới thái tử diên khánh may mà đặt là hiểu khánh cũng không đặt là diên an tuy nhiên đã quyết định hắn cũng không trừ tuyệt liền vội không người nói đa tạ bá phụ thưởng tên không cần khách khí với ta đây là việc trong nhà ta nên làm lưu biểu cười ha hả lại tùy tay nhấc ấm trà châm cho hắn lại phát hiện nước trà trong chén không ngờ vẫn chưa động đến ông ta lập tức hiểu ra trong lòng âm thầm căm tức tên khốn kiếp này không ngờ lại cảnh giác như vậy nhưng trên mặt lưu biểu không lộ chút thanh sắc chuyện thân tình nói xong bắt đầu vào chủ đề chính ông ta lại thở dài nói đến con nối giỏi ít ỏi ta không thể không cùng cháu nói chuyện hôn sự ta nghe được chút tin đồn cháu tính toán cưới con gái đào thắng làm vợ có việc này chăng lưu cảnh gật đầu thật có việc này lưu cảnh đã dự định chờ đợi lưu biểu nổi cơn thịnh nộ nhưng bất ngờ chính là lưu biểu lại rất bình tĩnh ông ta trầm tư dây lát chậm rãi nói đào gia là thương nhân mà lưu cảnh cháu là cháu ruột của ta là huyết mạch hoàng tộc dòng dõi kém như vậy cháu đã cân nhắc qua chưa lưu cảnh đương nhiên đã suy nghĩ hắn bình thản đáp đinh thị vợ cả của tào tháo biện thị cũng chưa từng có thân phận tôn quý mi thị vợ lưu hoàng thúc cũng là con gái thương nhân chưa từng nghe nói ông ghét bỏ họ cháu nghĩ năm nhi chí ở kiến nghiệp do tự mình cố gắng nỗ lực cần gì dựa vào thê tử nói đến đây trong lòng hắn hơi hổ thẹn hắn không dựa vào tài lực hùng hậu của đào gia sao lưu biểu còn chưa tức giận ông ta hí mắt hỏi cháu đã quyết cưới nàng ta làm vợ cháu đã quyết lưu biểu gật đầu ta biết cháu thích tự chủ lúc trước bảo cháu cưới con gái thái thì cháu không chịu giờ muốn cưới con gái thương nhân thôi được ta biết đào liệt từng làm quan ở quận nam dương ta tính cùng huyền đức liên hợp xuất binh tấn công nam dương đánh hạ nam dương thì cháu kế nhiệm làm thái thú nam dương đào thắng làm quận thừa nam dương cháu thấy thế nào lưu cảnh giờ mới hiểu ý tứ của lưu biểu dùng hôn sự để đổi lấy mình buông tha cho giang hạ đồng thời dùng quận nam dương để bồi thường chủ ý thật quá hay trong lòng lưu cảnh không kìm nổi cười lạnh liên tục không nói đến việc có thể đánh hạ nam dương hay không cho dù có thể đánh được nhất định có thể giữ được sao nếu giữ không được lưu cảnh hắn chỉ có thể đến tương dương ăn mày thôi quan trọng hơn là lưu bị lưu biểu càng muốn cho mình và lưu bị xảy ra nội chiến tranh đoạt nam dương ông ta ngồi yên ngư ông đắc lợi nghĩ thật hay nhưng hôn nhân của mình cần ông ta làm chủ sao lưu cảnh cúi đầu không đáp hắn chưa trả lời ngay hắn biết nếu mình lập tức từ chối hậu quả chính là mình không thể rời khỏi lưu phủ nhưng nếu mình đồng ý lưu biểu sẽ lập tức tuyên bố bổ nhiệm mình làm thái thú quận nam dương trấn an thuộc hạ của hắn mà hắn đồng dạng chạy không thoát khỏi lưu phủ làm thế nào đây đúng lúc này lưu cảnh bỗng nhiên nghe tiếng bước chân rất nhẹ bao vây thư phòng lưu cảnh ngẩng đầu thoáng nhìn lưu biểu phát hiện nụ cười trong lúc thân tình đã biến mất phía sau nụ cười dối trá của ông ta lóe lên một tia sát khí sắc bén linh hoạt đến khó che giấu lưu cảnh tâm động xoay chuyển nhanh chóng biện pháp thoát thân duy nhất chính là cưỡng ép lưu biểu rời khỏi thành tương dương nhưng như vậy hắn sẽ mang tội bất trung bất hiếu tiền đồ cũng hoàn toàn bị hủy diệt nhưng nếu không làm như vậy hắn rời khỏi lưu phủ thế nào hơn nữa còn hai tên bảo tiêu đứng bên cạnh lưu biểu đúng vậy hai người ở bên cạnh vừa rồi còn đứng ở sau Giờ đã một trái một phải, đứng hai bên Lưu Biểu, hắn căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Đôi mắt vô thần của hai cặp điêu khắc đá đột nhiên trở nên linh hoạt như lưỡi dao sắc bén, hung tận theo sát hắn, chỉ cần hắn khẽ động, hai tên bảo tiêu lập tức sẽ phát động, lấy thân thể như núi ngăn trước Lưu Biểu. Mồ hôi ướt đẫm sau lưng của Lưu Cảnh. Hắn lần đầu tiên cảm thấy vô kế khả thi. Đúng lúc này, bên ngoài truyền tới tiếng hét lớn đầy hoảng sợ của một cô gái trẻ tuổi cứu con. Cha cứu con. Đây là giọng của Thái Thiếu Dư, Lưu Cảnh cũng nhận ra, ở trước tuyệt lộ không ngờ mở ra một cánh cửa, trong lòng hắn bỗng dưng sáng lên. Thái Thiếu Dư đột nhiên khóc lớn. Các ngươi buông tay, mau thả ta ra. Cửa, phanh, một tiếng đã bị mở ra. Thái Thiếu Dư nghiêng người lão đảo xông tới, nàng cũng không phải vô lễ cố tình xông vào thư phòng, chỉ là Lưu Tông muốn giết nàng, khiến nội tâm nàng vô cùng hoảng sợ đành liều lĩnh chạy ao vào. Mắt thấy thái thiếu dư sắp ngã, lưu cảnh vội vàng đỡ lấy nàng. Nhị tẩu chú ý. Mấy tên lính cũng xông tới cửa, bọn họ không thể bắt được thái thiếu dư. Khiến nàng chạy vào thư phòng. Trên mặt đám lính kinh hoảng, thái thiếu dư bất ngờ xuất hiện, đã cắt đứt tình thế căng thẳng nguy hiểm bên trong. Lưu biểu tức giận không thể nhẫn nhịn, phẫn nộ quát. Chuyện gì xảy ra? Thái thiếu dư quỳ sụp xuống đất, khóc lớn một câu cũng nói không nên lời xế chiều hôm nay nàng viết thư cho phụ thân nói cho phụ thân chuyện mình phải chịu nhục không ngờ thư lại bị trượng phu lưu tông lấy được ngay vừa rồi lưu tông cầm kiếm đến uy hiếp nàng không cho nàng tiết lộ chuyện này với ai thái thiếu dư phát hiện lưu tông thật sự muốn giết nàng quá sợ hãi khiến nàng chạy tới cầu cứu lưu biểu một hồi tiếng bước chân vội vã lưu tông cũng đuổi tới cửa thư phòng trong tay cầm một cây kiếm hung tận nhìn chầm chầm vào Thái Thiếu Dư. Tiện nhân này nếu dám tiết lộ bí mật của gã, gã chắc chắn sẽ một kiếm làm thịt nàng. Lưu biểu thấy đứa con cầm kiếm vào phòng, càng thêm tức giận. Súc sinh, người muốn làm gì, đem nó lôi ra ngoài. Cơ hội đột nhiên xuất hiện trước mắt Lưu Cảnh, hắn một bước tiến lên, bắt được Lưu Tông, cưỡng chế đoạt được kiếm trên tay gã, miệng lại lớn tiếng giận dữ mắng mỏ. Nhị ca, huynh đây là muốn làm gì, cầm kiếm uy hiếp phụ thân sao mau theo đệ ra ngoài hắn túng chặt lưu tông bước nhanh ra ngoài trường kiếm trong tay vô tình đặt trên vai của gã cách phần gáy chỉ hai tấc lúc này lưu tông còn chưa phản ứng kịp xương cốt gã đã bị lưu cảnh bóp chặt đau nhức đau đến mức gã chửi ầm lên khốn kiếp mau thả ta ra người đâu bảo hắn buông ta ra lưu cảnh dùng thanh âm trực nhỏ cảnh cáo huynh dám gọi bậy Ta làm thịt huynh đó." Lưu Cảnh giọng điệu âm u khiến Lưu Tông rốt cuộc lui trở lại, gã liếc nhìn Lưu Cảnh, thấy trong mắt của hắn tràn đầy sát khí, trường kiếm vẫn đang kề dưới cổ mình. Gã lại thấy trăm tên binh sĩ đang nấp ở bốn phía. Lúc này mới chợt hiểu được, phụ thân muốn đối phó Lưu Cảnh, mà gã bất hạnh thay trở thành con tin của hắn. Trong lòng gã lập tức vô cùng hoảng sợ, quay đầu lại đôi mắt trong mông nhìn về phía phụ thân mấy trăm tên lính mai phục bốn phía đều lộ diện trơ mắt nhìn nhị công tử trở thành con tin của lưu cảnh không người nào dám tiến lên lưu biểu cũng đuổi theo ra khỏi phòng chỉ thấy lưu cảnh dùng đỉnh kiếm nhắm vào gáy con mình ông ta cả kinh trận mắt há mồm vừa vội vừa tức lại không thể làm gì lúc này lưu cảnh lớn tiếng nói bá phụ nhị ca tâm tình bất ổn cháu dẫn huynh ấy đi phàn thành khai thông cho huynh ấy thật tốt bá phụ cứ yên tâm. Có cháu ở đây, nhị ca tuyệt sẽ không xảy ra điều gì. Lưu Tông vừa muốn nói, trường kiếm lạnh băng đã chuyển qua cổ gã, mũi kiếm sắc bén đau như cắt da của gã. Người muốn chết cứ nói ra. Lưu Tông sợ hãi cắn chặt môi, không dám hé răng nói một lời. Lưu Cảnh kéo Lưu Tông rời khỏi thư phòng, chạy về phía sân. Lúc này Thái Phu Nhân cũng nghe được tin tức Lưu Tông muốn giết Thái Thiếu Dư, vội vàng hấp tấp chạy tới, lại gặp ngay Lưu Cảnh và Lưu Tông. Đây là xảy ra chuyện gì, Lưu Cảnh, ngươi dùng kiếm chĩa vào con ta làm gì? Lưu Cảnh lúc này cũng không đếm sĩ gì nữa. Hắn thấp giọng quát. Cúc. Nói thêm một câu nữa, tôi cũng giết cả bà luôn đấy. Phu nhân đi mau. Mấy trăm tên thị vệ cầm đao vọt ra, quan quân cầm đầu hô to. Hắn bắt nhị công tử, phu nhân mau tránh ra thái phu nhân giờ mới ý thức được nguy hiểm sợ tới mức mặt bà biến sắc vừa lăn vừa bò tránh sang một bên dường như đây là lần đầu tiên bà hiểu rõ được lưu cảnh trong lòng cực kỳ sợ hãi trong mắt lưu cảnh sát khí lạnh băng khiến bà run rẩy chân mềm nhũng ngã lăn ra đất hai nha hoàng đứng bên cạnh cũng không kịp đỡ lấy bà lúc này lưu cảnh cũng chẳng quan tâm tới thái phu nhân lòng hắn nóng như lửa đốt chần chừ một bước sẽ nguy hiểm thêm một phần hắn không chút nương tay, cứng rắn kéo lưu tông chạy nhanh ra ngoài, chỉ nghe lưu tông gào khóc đau đớn. van cầu ngươi nhẹ tay một chút, nhẹ tay một chút. máu, cổ ta chảy máu. lúc này lưu biểu cũng cầm kiếm chạy đến, ông ta giống như không nhìn thấy thê tử ngã dưới đất, lửa giận bốc nguồn ngục trong hai mắt, hung tợn nhìn chầm chầm vào bóng lưng của lưu cảnh đã rời đi xa. lúc này thì vệ của ông ta tiên lên bẩm báo hiện tại bắt hắn vẫn còn kịp, xin châu mục ra lệnh. Lưu biểu vốn thầm muốn bắt lưu cảnh, khống chế hắn trong phủ của mình. Cũng không định giết hắn. Nhưng giờ phút này con trai nằm trong tay hắn, một tia kiên định cuối cùng cũng tan vỡ, chỉ thở dài nói. Theo dõi hắn chặt chẽ, không được hành động thiếu suy nghĩ. Châu Mục, hay là chúng ta vận dụng quân đội ở phàn thành chặn hắn lại? Khốn kiếp! Lưu biểu đột nhiên nổi cơn thịnh nộ, vung lên một cái tác. Ngươi muốn hại chết con ta sao? Ông ta xoay người giận đùng đùng tiến vào thư phòng, đi vài bước, lại dừng bước quay đầu hạ lệnh. Chuyện này không cho bất cứ kẻ nào tiết lộ ra ngoài. Lưu cảnh kéo Lưu Tông ra cửa phủ, khá ổn, hai mươi thủ hạ của vẫn vẫn giữ người chờ ở phía trước cửa chính. Thấy Lưu cảnh gần như lao tới, bọn lính đều ào ào xông lên trước. Tư mã, xảy ra chuyện gì? Không cần hỏi nhiều. Lưu Cảnh đem Lưu Tông giao cho đám lính. Đưa gã trói lại mang theo. Đám lính nhanh chóng trói Lưu Tông lại, bịt miệng và che mắt gã bằng giải khăn lông. Nhảy lên ngựa, mọi người cùng theo Lưu Cảnh hưởng về phía cửa bắc nhanh chóng rời đi. Lúc này đã là canh một, mưa rơi mỗi lúc một lớn, mưa bụi xen lẫn với những hạt tuyết bé nhỏ, rét lạnh đến thấu xương. Lưu Cảnh đem theo thủ hạ chạy nhanh về phía bắc thành, gọi lớn. Ta là Lưu Cảnh. Việc Châu Mục Triệu Kiến ta đã kết thúc. Mau mở cửa thành để ta ra ngoài. Đám lính trên đầu thành nhận ra hắn, vừa rồi thì vệ của Châu Mục đã dùng kim bài dẫn Lưu Cảnh vào thành, hiện giờ muốn ra ngoài, dựa theo lệ thường ra khỏi thành cũng cần có kim bài. Nhưng đám lính sùng bái Lưu Cảnh, nên không làm khó hắn, lập tức mở cửa thành. Lưu Cảnh phóng ngựa nhằm chạy thẳng ra ngoài thành. Ngay khi Lưu Cảnh vừa chạy ra, mấy trăm thị vệ của Lưu Biểu lập tức đuổi theo quan cầm đầu đứng trên đầu thành hô lớn. Cảnh công tử đâu? Đã rời thành. Các ngươi là lũ khốn kiếp, dám tự tiện mở thành thả ngươi. Tên thị vệ chửi âm ý. Nhưng cũng không dám lao ra khỏi thành đuổi theo. Chiến mã dừng bên bờ hán thủy, lưu cảnh ngẩng đầu cảm nhận được từng đợt bụi tuyết dày đặc lạnh băng đánh thẳng vào mặt. Cái lạnh như thấu vào xương tủy nhưng không lạnh bằng hàng ý trong tâm hắn. Lòng hắn lạnh lẽo, tự hồ muốn đem toàn bộ thể xác và tinh thần hắn đông cứng lại. Đêm kinh hồn này cuộc đời hắn khó có thể quên, hắn không thể không cảm kích ông trời, vào lúc hắn tuyệt vọng nhất, ông một lần nữa lại mở ra lối thoát cho hắn. Chỉnh lại suy nghĩ một chút, Lưu Cảnh lập tức quay đầu hỏi Lý Thanh. Ngươi dắt một trăm huynh để lập tức đi Long Trung. Đón đào cô nương và từ tiên sinh về, nói cho bọn họ biết tình hình nguy cấp, lập tức phải trở về Giang Hạ. Lý Thanh đáp một tiếng, lập tức dẫn đầu đội binh sĩ đi về hướng Long Trung. Lưu Cảnh lại nói với tên lính bên cạnh. Lập tức chạy về cửa hàng, bảo tất cả các huynh đệ lập tức trời thành lên thuyền. Canh bốn, mưa đã tạnh, trên trời những bông tuyết bay lả tả. Trận tuyết đầu tiên ở Tương Dương rốt cuộc đã tới, từ thứ và đào trạm được hơn 100 binh sĩ bảo vệ rời khỏi hán thủy, đang đi về hướng phan thành. Từ thứ ngồi trên lưng ngựa, trong ánh mắt không che được nỗi lo lắng lý thanh đã nói sơ lược cho anh ta nghe về những việc đã xảy ra mặc dù lý thanh không biết cụ thể xảy ra việc gì nhưng từ thứ đã biết cuộc triệu kiến lúc đêm khuya cùng đôi ba câu nói về việc lưu tông bị bắt làm con tin hợp lại liền đoán được phần nào việc này đương nhiên bởi lưu biểu muốn hạ thủ lưu cảnh nhưng từ thứ nghĩ trăm lần không giải đáp nổi việc đàm phán về giang hạ còn chưa chính thức bắt đầu vì sao lưu biểu đã vội vàng hành động như vậy việc này không phù hợp với tính cách hàng ngày của ông ấy ngược lại giống như một tên nhóc con nóng nảy đầu chưa ráo máu lưu biểu hiển nhiên không phải loại con nít như vậy vậy chuyện gì đã xảy ra từ thứ hiện tại nóng lòng muốn gặp lưu cảnh mới có thể biết rõ hơn về chân tướng mọi việc trong xe ngựa đào trạm cũng trầm tư không nói nàng không hiểu vì sao lưu cảnh muốn bọn họ phải gấp trút trở về trong lòng nàng cũng có một phần lo lắng. Nàng là con gái thương nhân, nàng biết trong kinh doanh ngươi lừa ta gạt, đoạt lợi vô tình, trên mặt trận quyền lực, ngoại trừ vô tình tranh quyền đoạt lợi, càng nhiều hơn là máu tanh chết chóc. Lưu cảnh dù sao mới chỉ là chàng trai 19 tuổi, chàng có thể tranh đấu được với những kẻ sành sỏi lõi đời đó hay sao? Hôm nay, nàng cùng Hoàng Nguyệt Anh ở chung một ngày, từ đấy lòng nàng vô cùng hâm mộ cuộc sống của Hoàng Nguyệt Anh, giúp chồng dạy con, vô lo vô nghĩ, vừa không cần lo lắng an nguy của trượng phu trên lĩnh vực quyền lực, cũng không cần nghĩ ngợi về vận mệnh của mình và đứa nhỏ. Một cuộc sống thật yên bình, tĩnh lặng như vậy cũng chính là một loại hạnh phúc. Tuy nhiên nghĩ về một mặt nào đó, trượng phu của Hoàng Nguyệt Anh làm sao nguyện ý trải qua cuộc đời bình thản như vậy? Lần này anh ta tới đất thuộc, chẳng phải là tìm cơ hội xuất sĩ hay sao? Cho nên yên ổn của Hoàng Nguyệt Anh cũng chỉ là tạm thời. Nói cho cùng, cuộc sống an bình chẳng qua chỉ là ước vọng của nữ nhân mà thôi là một loại ước vọng không thực tế nam nhân tầm thường lại vô lo vô nghĩ bình thản vô vi nhưng đào trạm nàng và hoàng nguyệt anh nguyện ý gả cho nam nhân tầm thường như vậy sao khóe miệng của đào trạm không khỏi lộ ra nụ cười khổ nếu nàng đã chọn lưu cảnh vậy nên chấp nhận cuộc sống của chàng mà đừng nghĩ đến việc thay đổi nó chỉ có thuận theo nó cố gắng trợ giúp chàng mới là việc đào trạm nàng nên làm Lúc này, xe ngựa dừng lại, đào trạm nhìn qua tấm màn che thấy năm thuyền lớn đen nhánh, bọn họ đã tới rồi. Khi tên lính sau cùng lên chiếc thuyền lớn nhất, năm chiếc thuyền bắt đầu chậm rãi khởi động, không chút do dự lướt thẳng về hướng giang hạ. Từ thứ rửa mặt chải đầu sơ qua liền theo sau binh lính chạy tới khoang của Lưu Cảnh. Trong khoang Lưu Cảnh đang cúi đầu viết thư, từ thứ không dám quấy rầy, chỉ lặng lặng đứng ở một bên. Một lát sau, Lưu Cảnh viết xong hàng chữ cuối cùng, lại đọc sơ qua một lần, đợi cho mực khô liền bỏ vào phong thư dùng dán lại. Trước tiên hắn giao phong thư cho một tên lính, dặn dò: "Hỏa tốc chuyển thư tới Lộc Môn thư viện ở Long Trung, giao thư này cho bàn Đức công. Mọi việc trong thư hết thảy đều nhờ ông ấy, ta đợi ông ấy trong bữa tiệc ở giang hạ." Tên lính thi lễ, vội vàng rời đi. Lưu Cảnh lại giao phong thư thứ hai và thứ ba cho một tên lính khác. Đây là quân báo trước tiên đem giao cho lưu biệt giá châu nha nói vừa nhận được tình báo khẩn cấp của sài tang quân giang đông tăng binh bành trạch ta phải lập tức trở về sau đó mời ông ấy dẫn ngươi đi gặp châu mục gặp mặt liền giao thư này cho châu mục hai tên đưa thư đều rời khỏi khoang thuyền lưu cảnh lúc này mới quay sang từ thứ cười khổ một tiếng nói đi thật vội vàng rất nhiều chuyện chỉ có thể thông qua viết thư để bù lại tư mã vừa rồi ta nghe nói lưu tông cũng ở trên thuyền từ thứ có chút kinh ngạc hỏi thăm. Lưu cảnh gật đầu. Gã đang chính là bùa hộ mệnh trên đường của chúng ta, nếu không, chúng ta trở về khó tránh bị trương doãn chặn lại. Chỉ cần có lưu tông trong tay ta, trương doãn sợ ném chuột vỡ đồ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng tư mã hẳn cũng hiểu rõ con người của trương doãn, y nhiều khi làm việc không từ thủ đoạn. Nếu y làm bộ như không biết lưu tông nằm trong tay chúng ta, cưỡng ép động thủ, chúng ta phải đối phó thế nào từ thứ lại lo lắng hỏi cho nên ta mới viết một phong thư gửi gấp cho châu mục để ông ấy hiểu rõ có khả năng sẽ xảy ra việc như vậy trong thư ta đã hứa chỉ cần ta bình an trở về giang hạ lưu tông cũng sẽ bình an trở về nếu không mọi người cùng nhau đi luôn ta tin tưởng ông ấy sẽ cảnh báo cho trương doãn trương doãn vừa mới nhậm chức y không dám chống lại lời cảnh cáo của châu mục đâu từ thứ gật đầu cười nói. Tư mã đã suy xét mọi việc thật chu toàn. Kỳ thật chúng ta tăng thêm tốc độ vượt qua huyện Nghi Thành, Trương Doãn chưa chắc có thể phản ứng kịp. Gã thế nào cũng không nghĩ ra, chúng ta mới tới hai ngày liền trở về. Nói không chừng Trương Doãn đang ở trên đường đến tương dương chút thọ đó. Nguyên trực nói không sai, rất có khả năng này. Chẳng qua vẫn nên phòng bị bất chắc, tiểu tâm sự đắc vạn niên thuyền. Tiểu tâm sự đắc vạn niên thuyền, xuất phát từ câu nói, cẩn thận năng bổ thiên thu thiền, tiểu tâm sự đắc vạn niên thuyền, cẩn trọng sẽ bắt được ve nghìn tuổi, biết chú ý thì sẽ giữ được thuyền đến vạn năm của trang tử. Trong đây có thể hiểu là đối với mọi chuyện thì phải suy xét tỉ mỉ mới có thể duy trì bền vững đến mai sau. Hai người ngầm hiểu mỉm cười. Từ thứ ngồi xuống, anh ta càng quan tâm hơn là chuyện gì đã xảy ra. Khiến Lưu Cảnh Suốt đêm trốn về, liền hỏi tư mã có thể nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì không sắc mặt lưu cảnh trở nên ngưng trọng khẽ thở dài lưu biểu đêm nay muốn bắt ta ta may mắn bắt được lưu tông mới có thể thoát khỏi lưu phủ là vì sao việc đàm phán về giang hạ còn chưa bắt đầu lưu biểu liền gấp gáp đưa ra hạ sách này việc này thật không hợp lẽ thường từ thứ lòng tràn đầy nghi hoặc đây chính là điều anh ta nghĩ mãi không có lời giải đáp lưu cảnh ngược lại đoán được phần nào hắn thở dài một tiếng tiếp tục nói. Tối nay Thái Tiến đến nói cho ta biết. Hoàng xạ và Thái Mạo cấu kết với nhau, đem một người nhốt trong kiếm quán Thái Thị. Ta đến kiếm quán mới biết bọn họ bắt được lục tích. Nếu ta đoán không sai, hẳn là lưu biểu chỉ trích ta tư thông cùng Giang Đông, ý đồ mưu đoạt Kinh Châu. Chính bởi vậy ông ấy mới có động sát cơ. Từ thứ thở dài. Ta nghĩ cũng chỉ có thể vì nguyên nhân này, So với Giang Hạ thì Kinh Châu quan trọng hơn Hẳn là ông ta phát hiện ngươi có giả tâm đoạt Kinh Châu Mục Nên mới muốn động sát cơ Diệt trường ngươi, Giang Hạ tự nhiên cũng rơi vào tay ông ta May mắn tư mã có thể bắt được Lưu Tông Nếu không đêm nay thật sự quá nguy hiểm rồi Lưu cảnh khẽ mỉm cười Đây là ông trời chiếu cố ta Hai người nhìn nhau, cùng vỗ tay cười lớn Từ thứ lại bảo khi thực hiện tại quyền chủ động đã ở trong tay chúng ta ta đoán không sai thì lưu biểu rất nhanh sẽ phái người đến giang hạ đàm phán khi đó chính là lúc tư mã bay cao lưu cảnh khoanh tay đứng trước cửa sổ dừng bên dòng sông lớn tối mịt điều từ thứ nói không sai lưu biểu nhất định sẽ phái người đến đàm phán thời khắc này hắn cực kỳ mong chờ ở nơi khác trong khoang thuyền đào trạm đang cùng tiểu bao tử a kiều sửa soạn mớ hành lý lộn xộn các nàng phải gấp gáp rời khỏi phủ gia cát tất cả quần áo đều trực tiếp nhét vào trong bao điều này khiến người luôn gọn gàng sạch sẽ như đào trạm cảm thấy không quen trở lại khoan thuyền việc đầu tiên nàng làm chính là lấy tất cả mọi thứ ra sắp xếp lại từng thứ một tiểu bao tử em không đi hầu hạ công tử của em sao cả ngày cứ cùng ta ở một chỗ thế đào trạm nhìn tiểu bao tử hé miệng cười hỏi em không muốn ở cùng chỗ với công tử. Tiểu bao tử công môi nói. Cả ngày cái mặt trầm xuống, khiến người ta sợ hãi. Hôm nay tâm tình của công tử khẳng định không tốt, em càng không dám đi. Chẳng bằng ở lại đây cùng mọi người vui vẻ hơn. Nhưng quần áo của công tử ai sẽ gấp, trà ai sẽ pha. Nếu em là tiểu nha hoàng bên cạnh chàng, việc này hẳn không cần ta nhắc nhở mới đúng. Tiểu bao tử giảo hoạt cười em mới hiểu rõ công tử đó. Mọi người có tin không, công tử lập tức sẽ đến chỗ này. Vừa dứt lời, ngoài buồn đã vang lên giọng nói của Lưu Cảnh. Cửu nương, ta có thể vào không? Cả ba cô gái cùng cười ra tiếng, đào trạm cố nín cười, đáp. Chàng vào đi. Lưu Cảnh vào trong, thấy khắp nơi là quần áo, cũng không nhìn được bật cười. Đây là muốn mở cửa hàng quần áo cũ hay sao? đào trạm vội vàng đem vài món áo lót thu lại. Bấy giờ mới cười bảo. Nếu chàng nguyện ý làm tiểu nhị, thiếp mở một cửa hàng quần áo cũ cũng không sao. Lưu cảnh ngồi xếp bằng xuống, nhìn thoáng qua hai nha hoàng vẫn cười không ngừng, tiểu bao tử kịp phản ứng, kéo nhẹ A Kiều, hai nha hoàng biết điều vội vàng rời khỏi căn buồn. Rất nhanh đã nghe thấy tiếng kêu vui sướng của hai tiểu nha hoàng ta a ta ta. Tuyết rơi rồi đào trạm khoác thêm một chiếc áo dày, bước nhanh về phía cửa sổ, mở tấm gỗ trắng cửa, gió lạnh thổi vào cuốn theo từng bông tuyết trắng. Nàng vội vàng đóng cánh cửa sổ lại, cười nói. Tuyết thật lớn, phóng chừng ngày mai có thể thấy tuyết động rồi. Ta cũng thích tuyết động, đặc biệt là hồi nhỏ. Đúng vậy. Khi còn nhỏ thiếp mong nhất là tuyết rơi, vừa đến mùa đông mỗi ngày đều ghé ra cửa sổ hy vọng nhìn thấy tuyết rơi đáng tiếc tuyết ở Giang Hạ thường không lớn, thiếp liền mong khi nào lớn có thể đi phương Bắc, nhìn một mảng tuyết lớn mênh mông thật sự. Lưu cảnh đến phía sau nàng, đặt tay lên hai vai nàng, dịu dàng nói. Tương lai ta sẽ cùng nàng đi phương Bắc ngắm tuyết, đi lưu đông xem băng tuyết. Nơi đó ngọc thụ quỳnh chi, khắp nơi đều là băng tuyết. Đây là thật lòng sao? Đương nhiên, nàng cảm thấy không thể sao. Đào trạm cúi thấp, đầu khẽ lắc. Thiếp không biết. Chẳng qua thiếp cảm thấy. Thiếp nhìn không tới ngày đó. Sao nàng lại có ý nghĩ như vậy? Lưu Cảnh chăm chú nhìn Đào Trạm mà hỏi. Thiếp không biết, có lẽ đêm nay thiếp có chút thương cảm. Lưu Cảnh kéo Đào Trạm quay lại, để nàng đối mặt với mình, thấp giọng hỏi. Nói cho ta biết, nàng hôm nay thế nào? Đào Trạm lắc đầu. Thiếp không sao, chỉ là đêm nay thiếp có chút lo lắng cho chàng tuy nhiên, thiếp tin tưởng chàng tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì không may. Vì sao tin tưởng như vậy? Thiếp cũng không biết, chính là cứ tin tưởng vậy thôi. Đào trạm cười cười, cắn môi dưới giải thích. Có lẽ con người của thiếp khá ích kỷ, chung quy trước tiên luôn nghĩ về mình. Nếu như chàng xảy ra chuyện gì, thiếp về sau sẽ làm sao đây? Lưu cảnh thân mình chấn động. Lời nói của đào trạm tuy sơ sài nhưng cất giấu trong đó tình yêu sâu đậm dành cho hắn, hắn không khỏi cúi đầu nhìn lại nàng vừa lúc đào trạm cũng đang nhìn hắn mắt không chuyển nhìn thẳng vào mắt hắn tận sâu trong đôi mắt xinh đẹp nổi lên từng đợt nhu tình trong nháy mắt lưu cảnh chỉ cảm thấy một dòng nước ấm chảy xuyên qua toàn thân trái tim dường như ngừng đập hắn nhẹ nhàng nắm cổ tay nàng cẩn thận kéo nàng vào ngực đào trạm như muốn đẩy hắn ra nhưng trên tay không có chút khí lực dần dần nàng không khước từ nữa rút thật sâu vào lòng ngực hắn, đem mặt dán trên cổ hắn, khuôn mặt nóng bừng trong lòng lại kích động khẩn trương, ngực khẽ phập phồng. Lưu cảnh ôm eo nàng, cúi đầu nhìn nàng, tâm đào trạm dần bị lửa trong mắt hắn hòa tan, nàng cũng si ngốc nhìn ái lan của mình. Hắn cúi đầu, tiến gần đến môi nàng. Lúc này đào trạm không cự tuyệt, nàng thẹn thùng vô hạn, đôi môi đã chạm vào nhau. Lưu cảnh ôm lấy nàng, chậm rãi ngã ra sàn phòng. Đúng lúc này, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng ho khang trầm thấp. Đối với đào trạm mà nói, tiếng ho này tựa như sấm sét nổ trên đỉnh đầu. Nàng lập tức bừng tỉnh, sợ hãi lập tức ngồi dậy, vỗ ngực, thở gấp, lại vội vàng sửa sang đầu tóc rối bời. Không kìm lòng được đưa mắt lườm lưu cảnh một cái, dường như nàng oán giận sự lỗ mãn của hắn khiến người khác biết được. Nhưng ở bên ngoài lặng nhắc như tờ, cũng không có người nhìn trộm. Lúc này đào trạm mới yên tâm, lại vùng trộm liếc mắt nhìn hắn, hé miệng cười nói. Được rồi. Chúng ta nói việc chính. Hôm nay thiếp đã thay chàng hỏi Nguyệt Anh xem khổng minh tiên sinh có đồng ý không rồi. Lưu Cảnh Thu lại trái tim vui đùa, hỏi. Nàng ấy nói thế nào? Đầu tiên, khổng minh tiên sinh cũng không muốn sống quãng đời còn lại trong núi rừng. Y tới đất thuộc kỳ thật chính là muốn tìm cơ hội ở đất thuộc. Nhưng ngày hôm qua Nguyệt Anh nhận được hồi âm của Y, dường như đối với lưu chương rất thất vọng lưu cảnh gật đầu hắn tin tưởng gia cát lượng từng lựa chọn qua không chọn lưu chương đã nằm trong dự liệu của hắn sau đó rồi sao hắn lại hỏi sau đó lục tích đến thăm nhưng nguyệt anh không để gã vào nhà gã để lại cho khổng minh một phong thư do huynh trưởng viết liền rời đi lưu cảnh biết huynh trưởng ở giang đông của gia cát lượng chính là gia cát cần ông ấy tất nhiên cũng đề cử tiểu đệ mình với tôn quyền. Tuy nhiên lục tích hiện tại đã không cách nào khuyên gia các lượng nữa rồi. Nghĩ một chút, cũng là thái mạo trời đất đưa đẩy làm sao, thay mình làm một việc tốt. Còn nói gì nữa không? Đào trạm ngẫm nghĩ một chút lại cười nói. Thiếp mời Nguyệt Anh đến Giang Hạ. Nàng ấy nói đợi đứa nhỏ lớn hơn một chút thì sẽ tới, hơn nữa sẽ mang theo vị hôn phu tới. Mặt khác, Nguyệt Anh cũng đáp ứng, sẽ khuyên bảo hôn phu đến thăm Giang Hạ, du lịch một lần. Kỳ thật Hoàng Nguyệt Anh ban đầu nói chuyện, bảo đợi đào trạm lập gia đình thì nàng sẽ cùng vị hôn phu tới Giang Hạ chúc mừng. Lời này đào trạm ngại ngùng nên không nói ra. Lưu Cảnh cũng biết, gia các lượng không phải dễ mời như vậy, cần phải bàn bạc kỹ hơn, ngược lại không thể gấp gáp, bởi vậy hắn cũng không muốn hỏi nhiều. Đúng lúc này, bên ngoài căn phòng truyền đến tiếng người chèo thuyền hô lớn. Gió nổi lên, dương buồn đây là thuyền muốn tăng tốc lưu cảnh cười vỗ tay đào trạm ta đi xem một chút trong lòng đào trạm mặc dù không đành nhưng hai người ở cùng phòng lâu sẽ khiến người khác cười chê liền gật đầu choàng cho hắn một chiếc áo khoác khẽ nói bên ngoài gió lớn phải tự mình chú ý đấy lưu cảnh hôn lên trán nàng liền đứng dậy bước nhanh ra ngoài khoang thuyền đào trạm nhìn bóng dáng ái lan rời đi trong lòng nàng cũng mong mỏi thời khắc của đêm động phòng hoa chúc. Mười mấy năm qua, Lưu Biểu chỉ có hai lần thức trắng đêm khó ngủ, một lần là ông mới đến Kinh Châu nhậm chức, lẽ loi một mình, vô binh không có lương thực, lại không có người có thể sử dụng, khi đó ông mấy đêm khó ngủ. Một lần nữa chính là đêm nay, quan hệ giữa Lưu Biểu hoàn toàn cùng cháu trai Lưu Cảnh Đoạn tuyệt. Muốn giết hắn mà không thành công, ngược lại bị hắn bắt đứa con chạy trốn, điều này làm cho trong lòng Lưu Biểu vừa phẫn nộ, vừa uể oải. Mãi đến khi Lưu Biểu thất bại bởi một kích thật mạnh, mọi tâm ông lo lắng như lửa đốt rốt cục mới tỉnh táo lại, ý nghĩ ngoan cố cũng dần dần bắt đầu tỉnh táo. Ông đứng ở thư phòng phía trước cửa sổ dừng ở bông tuyết không ngừng bay trên không trung, những khóm hoa trên cây đã tích một tầng bông tuyết mỏng manh. Lưu Biểu biết rằng, hán thủy sẽ không đóng băng, không thể ngăn trở thuyền lớn Lưu Cảnh đi về hướng đông, hắn hiện tại nên đi sẽ không ở lại nơi nguy hiểm. Lưu Biểu cúi đầu thở dài một tiếng, trong lòng hơi hơi có chút hối hận, ông phát hiện mình bị ham muốn cá nhân che lấp tâm trí, Lưu Cảnh dù sao cũng là cháu họ ông. Cháu họ muốn kế thừa sự nghiệp bá phụ, việc này kỳ thật cũng không phải là việc gì đại nghịch bất đạo, hắn có ý nghĩ như vậy rất bình thường, tại sao mình không thể bao dung hắn? Còn việc cấu kết Giang Đông, việc này rõ ràng cho thấy Giang Đông dùng kế ly gián, vừa mới chấm dứt hai trận huyết chiến nhiều nhất chỉ có trao đổi tù binh, làm sao có thể bắt tay cười nói, như vậy ăn nói thế nào với binh lính? Ăn nói thế nào với thần dân? Lưu Biểu cũng không hề ý thức được đây là kế treo đầu dê bán thịt chó của Thái Mạo, ông chỉ nghĩ tới đây là kế phản gián của Tôn Quyền. Càng làm cho Lưu Biểu hối hận chính là Giang Hạ, lúc ban đầu ở trong suy nghĩ của ông, giải quyết xong Lưu Cảnh, cũng liền đồng thời giải quyết xong Giang Hạ, ông có thể khiến người cháu Lưu Hổ kia đi theo giám thị Giang Hạ, tự như huynh trưởng lưu bàn của ông ở quận trường sa nhưng hiện tại lưu cảnh chạy trốn vậy gian hạ cũng đã thành vấn đề lớn lưu cảnh sẽ cầm giữ binh tự lập sao sẽ xuất quân sát nhập quận trường sa sao lưu biểu nghĩ tới hoàng trung chỉ sợ lòng trung thành của lão đối với mình không bằng lưu cảnh cảm giác lo lắng đối với quận trường sa càng thêm nặng trịch đặt ở trong lòng lưu biểu bất kể là thân tình mà hối hận hay là lý trí tỉnh táo Lưu Biểu đều lâm vào một loại tự trách khó có thể rút ra, bóng đêm thâm trầm, dường như ông càng thêm già nua rồi. Không biết qua bao lâu, bên ngoài thư phòng truyền đến tiếng bước chân, một gã thị vệ bên ngoài bẩm báo. Khởi bẩm châu mục, Lưu Biệt Giá cầu kiến. Lưu Biệt Giá chính là Lưu Tiên, gần với Thái Mạo và khoái Việt là nhân vật thực quyền thứ ba Kinh Châu. Được Lưu Biểu tín nhiệm. Đối với Thái Mạo Thiên Hướng Lưu Tông, khoái Việt Thiên Hướng Lưu Kỵ, Lưu Tiên thì thuộc loại phái trung lập, cẩn thận duy trì cân bằng ở giữa thái, khoái cũng chính là vì nguyên nhân này, khi Lưu Biểu thấy được một ít nguy cơ, đầu tiên nghĩ đến đó là y, đêm nay cũng sẽ không ngoại lệ, tuy nhiên tối nay là Lưu Tiên chủ động tiến đến. Lưu Biểu gật gật đầu. Mời y vào. Rất nhanh, Lưu Tiên vội vàng đi vào thư phòng, y ước chừng hơn 40 tuổi, dáng người cao gầy, y thi lễ với Lưu Biểu, nói: "Châu mục thần có chuyện quan trọng bẩm báo chuyện gì lưu biểu quay đầu lại nhìn chăm chú vào y vừa rồi cảnh công tử phái người tới tìm ta đưa tới một phần quân báo lại mời ta đi đưa thư cho châu mục thư ở đâu lưu biểu có chút khẩn trương hỏi han lưu tiên đem thư trình lên lưu biểu tiếp nhận thư nhưng không hề sốt ruột xem mà là hỏi trước hắn tặng quân báo gì Lưu Tiên tuy rằng không biết việc Lưu Biểu xuống tay với Lưu Cảnh, nhưng Lưu Cảnh mời y chuyển giao thư cho Lưu Biểu, trong lòng của y liền hiểu ra vài phần, Lưu Cảnh vội vàng rời đi, tất nhiên có liên quan đến Lưu Biểu. Hồi bẩm Châu Mục, Cảnh công tử nói Giang Đông tăng binh, hắn lo lắng an nguy giang hạ, cho nên khẩn cấp chạy về giang hạ. Lưu Biểu sau một lúc lâu cười khổ một tiếng, còn không tính quá tệ, ít nhất Lưu Cảnh tìm một cái cớ, giữ gìn mặt mũi song phương. Ông thở dài một tiếng, nói với Lưu Tiên. Biệt giá, Thái quân sư tìm được chứng cớ chính xác việc Lưu Cảnh tư thông Giang Đông rồi, lục tích cũng thừa nhận tôn quyền và Lưu Cảnh lén lui tới, nhưng chứng vật chứng vô cùng xác thực, người nói ta nên lấy danh nghĩa cho một công khai tuyên bố việc này hay không? Trong lòng Lưu Tiên ngẩn ra, lúc này y mới ý thức được việc Lưu Cảnh khẩn cấp rời đi tất nhiên là đã xảy ra đại sự, rất có thể là châu mục muốn giết Lưu Cảnh mà chưa toại. Y trầm tư một chút hỏi, nhưng châu mục suy xét qua hậu quả làm như vậy chưa ta suy xét qua nhưng ta muốn nghe xem ý kiến của ngươi hồi bẩm châu mục làm như vậy cố nhiên là có thể hủy diệt danh dự của lưu cảnh nhưng người giang hạ lại tin tưởng đây không phải là thật bọn họ cho rằng việc này là vì trao đổi tù binh làm như vậy hậu quả trực tiếp chính là tách giang hạ tự lập không chỉ có như thế rất có thể quận trường sa cũng không giữ được sau đó bốn quận phía nam hậu quả nghiêm trọng tương đương châu mục nghĩ đến mất đi hơn phân nửa lãnh thổ kinh châu đổi tới tổn thất danh dự của một người lưu cảnh có lợi hay không lưu biểu không hề hé răng đây chính là chỗ nội tâm ông mâu thuẫn công khai lưu cảnh cấu kết giang đông đã kích danh dự của hắn hữu hiệu ngăn chặn việc hắn giành địa vị kinh châu nhưng về phương diện khác đường sống giữa ông và lưu cảnh càng không hề dịu đi lưu cảnh tất nhiên sẽ cắt cứ giang hạ sẽ ở dưới sự ủng hộ của giang đông công chiếm quận trường sa linh lăng và bốn quân phía nam, việc này tổn thất như thế nào Kinh Châu không thể chịu đựng được. Lưu Biểu không thể không cân nhắc lợi và hại trong đó, mà khuyến cáo của Lưu Tiên không thể nghi ngờ khiến nội tâm của ông càng thiên hướng đàm phán. Hơn nữa đứa con ở trong tay Lưu Cảnh, ông cũng có một chút sợ ném chuột vỡ đồ. Trong lòng Lưu Biểu thở dài một tiếng, rốt cục quyết định buông tha cho việc công khai bí mật của Lưu Cảnh, liền gật đầu, chậm chậm ngồi xuống, mở thư ra nhìn một lần lưu cảnh trong thư hứa hẹn hồi sau đem lưu tông thả về giang hạ nhưng yêu cầu ông cam đoan an toàn trên đường lưu biểu biết rằng lưu cảnh chỉ chính là trương doãn tuy nhiên trương doãn đã trên đường đến tương dương không có nguy hiểm gì mấu chốt là lưu cảnh đồng ý thả lưu tông đây là việc mà ông quan tâm nhất lo lắng trong lòng lưu biểu buông xuống lại tiếp tục đọc ở cuối thư lưu cảnh nhắc tới hy vọng sứ giả kinh châu đến giang hạ cùng bàn tiền đồ giang hạ những lời này khiến tinh thần Lưu Biểu rung lên, sự việc còn chưa tới nỗi xấu nhất. Nhưng vừa nghĩ lại, Lưu Biểu lại hiểu được, Lưu Cảnh sợ dĩ không trở mặt, nguyện ý tiếp tục đàm phán việc gian hạ, cũng không phải xem trên tình cảm mình là bá phụ hắn, mà là nể mặt Kinh Châu Mục, nói cho cùng, hắn vẫn là muốn chức Kinh Châu Mục. Trong lòng Lưu Biểu lại không kìm nổi hơi tức giận, nhưng lúc này đầy ông khắc chế rồi, trầm tư một lát, nói với Lưu Tiên. Ngồi xuống đi chúng ta thương lượng một chút việc gian hạ. Có một số việc không cần phải nói toạc ra, nếu Lưu Cảnh mời Lưu Tiên đưa thư cho Lưu Biểu, chính là ám chỉ do Lưu Tiên đến đàm phán gian hạ. Lưu Biểu đương nhiên hiểu rõ, Lưu Tiên thuộc phái trung lập, y chính là người thích hợp nhất để chọn, không chỉ có Lưu Cảnh chọn y, Lưu Biểu ông cũng tán thành Lưu Tiên, quyết định chọn người đàm phán như vậy đi. Lưu Tiên cũng là biết rõ trong lòng, y phải làm cầu nối trung gian rồi, y cũng không chối từ vui vẻ gật gật đầu ngồi xuống cười nói châu mục ta đề nghị chúng ta trước tiên nói đến thái thú giang hạ đào trạm nửa đêm bị lưu cảnh phái người đón đi hoàng nguyệt anh chỉ biết là tương dương xảy ra chuyện nhưng cụ thể đã xảy ra chuyện gì nàng lại không biết trong nội tâm nàng lo lắng cho đào trạm đứa nhỏ buổi tối còn quấy khóc mấy lần làm cho nàng một đêm đều ngủ không ngon giấc trằn trọc đến hực đông mới vừa sáng ngày hôm sau Hoàng Nguyệt Anh bỗng nhiên bị những tiếng động trong viện làm bừng tỉnh, lập tức nghe thấy lão gia đinh bẩm báo: "Phu nhân, lão gia đã trở về." Hoàng Nguyệt Anh vui mừng bất ngờ, vội vàng đứng dậy ra khỏi phòng, chỉ thấy trong viện lại hiện lên một tầng tuyết trắng xóa, nàng lúc này mới biết được hóa ra cả đêm tuyết rơi. Nhưng lúc này nàng đã không quan tâm tuyết rơi, nàng chỉ quan tâm trượng phu. Lúc này, gia các lượng đầu đội nón tre, người mặc áo tơi đi vào sân ở phía sau y còn theo một người, cũng là đầu đội nón tre, người mặc áo tơi, cách ăn mặc hai người giống nhau. Vào sân, già Cát Lượng liền cười nói. Nương tử, có canh nóng hay không, đi đường cả đêm rồi, vừa lạnh vừa đói, khó mà chịu đựng được rồi. Nhìn chàng kia, buổi tối tại sao không tìm nơi nghỉ ngơi qua đêm, ban ngày hẳn đi không được sao? Hoàng Nguyệt Anh nghe trượng phu đi đường cả đêm, không khỏi có chút quán giận. Nam tử phía sau ấy nấy nói đại tẩu, chuyện này đều tại ta, ta một lòng muốn đến tương dương để nghỉ, kết quả đành phải đi đường cả đêm. Hoàng Nguyệt Anh thấy người trẻ tuổi này cũng chừng 20 tuổi, dường như chưa từng gặp, liền cười hỏi. Phu quân, vị này chính là... Gia Cát Lượng vỗ vỗ tráng cười nói. Ta quên giới thiệu, vị này chính là Đổng Hưu Chiêu, người chi giang Nam Quận, ta cùng phụ thân y quan hệ rất tốt, chẳng qua bọn họ đã dọn nhà đi đất thuộc, ở đất thuộc ta ở trong nhà y đấy. Nam tử trẻ tuổi liền vội vàng không người thi lễ. Tại hạ đổng doãn, mang đến cho đại tẩu thêm phiền toái rồi. Hoàng Nguyệt Anh cười thi lễ. Hoan nghênh đổng công tử đến làm khách. Lúc này, nhà hoàng theo trong thư phòng đi ra. Phu nhân, chậu thang đã chuẩn bị tốt rồi. Hoàng Nguyệt Anh vội vàng cười nói. Phu quân, mau vào nhà đi. Sưởi cho ấm người, thiếp đi bưng canh nóng cho các ngươi. À quả thế nào? Gia Cát Lượng lại hỏi nữ nhi của mình. Nó đang ngủ say, phu quân đợi lát nữa hẳn đi thăm, trước tiên cứ nghỉ ngơi một chút đi. Gia Cát Lượng gật gật đầu, cùng đổng doãn cởi áo tơi nón tre, vào thư phòng, hai người chà sát tay, ngồi xuống bên chậu thang, nghĩ đến việc tối hôm qua, đổng doãn không hiểu hỏi. Khổng Minh Huynh, ngươi cảm thấy tối hôm qua đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? gia cát lượng và đổng doãn nửa đêm đuổi tới tương dương chuẩn bị dựng chân ngoài thành tương dương không ngờ ngoài thành tương dương che kín đầy quân đội không cho phép bọn họ tới gần thành tương dương hai người họ đành phải ban đêm đi đường về long trung gia cát lượng lắc đầu cười nói ta cũng không phải thần tiên rời khỏi tương dương hai tháng làm sao biết tối hôm qua xảy ra chuyện gì ngươi hỏi ta ta lại hỏi ai phu quân có thể hỏi thiếp hoàng nguyệt anh bưng bàn đến trên mâm là hai chén canh thịt. Nóng hôi hổi, là vật phẩm chống lạnh, nàng ngồi xuống, đem canh thịt đặt lên bàn nhỏ bên cạnh hai người, vừa cười nói. Hai người muốn biết tối hôm qua tương dương đã xảy ra chuyện gì sao? Nương tử làm sao lại biết? Trong lòng gia các lượng hơi hơi sửng sốt. Bởi vì nhà chúng ta hôm qua có một vị khách tới, vừa lúc có liên quan đến chuyện này. Hoàng Nguyệt Anh thần bí cười với trượng phu, lúc này mới chậm rãi nói ngày hôm qua đào cửu nương đến nhà của chúng ta làm khách dự định ở vài ngày nhưng nửa đêm tối hôm qua đã xảy ra việc khẩn cấp được binh lính đón đi rồi đổng doãn không biết đào cửu nương là ai nhưng gia cát lượng lại biết y lập tức kịp phản ứng hay là tối hôm qua lưu cảnh đã xảy ra chuyện y thấy vẻ mặt đổng doãn mờ mịt vội vàng giải thích cho gã đào cửu nương đó là nữ nhi sài Tan đào thị có quan hệ rất tốt với nguyệt anh đồng thời cũng là vị hôn thê của Lưu Cảnh. Đổng Doãn giật mình, hóa ra là vị hôn thê của Lưu Cảnh, gã trầm ngâm một lát lại hỏi: "Nghe nói Lưu Cảnh ở giang hạ đại thắng, đánh bại quân chủ lực giang đông, hắn hẳn là đến Tương Dương báo cáo công tác, làm sao tối hôm qua lại phát sinh ra việc căng thẳng như vậy?" Đổng Doãn đang ở đất thuộc. Tuy rằng cũng biết một chút đại thế thiên hạ, nhưng đối với chi tiết nhiều chỗ lại không hiểu lắm, trong lòng gia các lượng lại hiểu rõ vô cùng y lắc đầu thở dài nói bởi vì lưu cảnh là cháu của lưu biểu hắn ở giang hạ khuếch trương thế lực ảnh hưởng đến lợi ích của lưu kỳ và lưu tông đoán chừng là đàm phán vỡ tan hoặc là thái mạo ở giữa làm khó dễ khuyến khích lưu biểu mượn cơ hội diệt trừ lưu cảnh đơn giản chính là hai loại khả năng này đổng doãn cũng thở dài nói nếu thật sự là như thế chỉ sợ kinh châu sẽ phát sinh nội loạn rồi xin chào quý anh chị đã đến với kênh chúng tôi chúc quý anh chị và các bạn có một buổi nghe truyện thật hay và vui vẻ nhớ like và nhấn nút đăng ký kênh giúp mình với nhé cảm ơn mọi người ngay lúc vương ký âm thầm quay về bẩm báo lưu biểu thì tại khoái phủ ở tương dương khoái việt cùng khoái lương đang thương lượng thế cục trước mắt khoái lương không được khỏe phần lớn thời gian đều ở trong nhà của huyện Trung Lư, ngày lưu biểu mừng thọ cũng gửi thiệp mời cho khoái lương, quan trọng hơn là hiện tại Kinh Châu thế cục phức tạp, vì ít lợi gia tộc, khoái Việt cũng hy vọng huynh trưởng đến trợ giúp mình một tay. Hiền đề khẳng định khả năng lập Lưu Kỳ làm thế tử không lớn sao. Khoái Lương lo lắng lo lắng hỏi, Lưu Kỳ là con rể của lão, nếu y không được làm thế tử. Sẽ ảnh hưởng rất lớn với mình. Khoái Việt thở dài vốn đệ đã biết kỳ công tử sẽ không được, vào tháng 5, đệ hy vọng kỳ công tử có thể quay về tương dương nhậm chức lại bị châu mục cự tuyệt, còn lần này chúc thọ châu mục, kỳ công tử thân là đứa con cả, thậm chí ngay cả tư cách tham dự chuẩn bị mở tiệc đều không có, bởi vậy có thể thấy được địa vị của hắn rất bấp bên, ít nhất đệ có 8 phần nắm chắc, lưu biểu chuẩn bị lập lưu tông làm thế tử. Khoái lương trầm mặt, một hồi lâu mới nói. Như vậy, khoái gia làm sao bây giờ? đây chính là nguyên nhân để mời huynh trưởng tới. Khoái Việt cười cười nói. Thẳng thắn mà nói, đệ muốn ủng hộ Lưu Cảnh, phương Đông không sáng phương Tây sáng, Lưu Kỳ không có khả năng, chúng ta sẽ quay sang giúp Lưu Cảnh, tin tưởng hắn sẽ không để chúng ta thất vọng. Ta cũng có thể hiểu được ý nghĩ hiền đệ, cũng sẽ toàn lực ủng hộ, nhưng... Cái đó và ta có quan hệ gì? Khoái Lương có chút không hiểu hỏi. Hôm nay để cùng Lưu Cảnh nói chuyện, hắn nói tình thế không được thuận lợi chính là bên người không có một lão quan trường đắc lực nào khiến cho hắn phạm vào không ít sai lầm cho nên khoái việt nói đến đây vẻ mặt chờ mong nhìn về phía huynh trưởng khoái lương bỗng nhiên hiểu được ý tứ đệ đệ để nói là để cho ta đi phụ tá lưu cảnh khoái việt gật gật đầu đối với đệ mà nói hoặc là đối với khoái gia mà nói không có ai thích hợp hơn là huynh trưởng ở thời điểm quan trọng chúng ta phụ giúp hắn để tin tưởng bằng năng lực của hắn, hắn nhất định có thể thay thế được Lưu Tông và Lưu Kỳ, trở thành người đứng đầu Kinh Châu. Khoái Lương chắp tay sau lưng đi vài bước, tin tức này đến rất đột ngột, khiến lão không có sự chuẩn bị, nhưng Khoái Lương biết nghĩ rộng, lão đã suy tính lợi ích không chỉ là một sớm một chiều, mà là dài lâu, thậm chí lợi ích gia tộc cả trăm năm. Lão nhướng mày, chần chừ hỏi. Nhưng hiền đệ đã nghĩ tới việc, Tào Tháo còn bao lâu nữa sẽ xuôi nam? mà lưu cảnh có khả năng chống đỡ được phái tàu không bây giờ phụ giúp hắn liệu có lợi ích cho gia tộc không khoái việt mỉm cười để đương nhiên suy xét đến rồi chúng ta ủng hộ lưu cảnh giành lấy kinh châu ngăn cản thái gia thượng vị nhưng cũng không ủng hộ hắn chống đỡ tàu hiện tại thân thể của lưu biểu tình hình không được tốt lắm ông ta sống nhiều nhất cũng chỉ hai năm để tin tưởng trước khi đại quân tàu tháo xuôi năm. kinh châu chắc chắn sẽ đổi chủ nếu lưu tông lên ngôi thái gia đương quyền đó mới là bắt đầu tai họa cho khoái gia hơn nữa để còn biết một tin tức nữa giang đông cũng có thể ủng hộ lưu cảnh ánh mắt khoái lương lộ ra vẻ kỳ quái cười nói có lẽ tin tức của ta không được linh thông cho lắm nhưng giang đông ủng hộ lưu cảnh dường như không phù hợp lẽ thường cũng không phù hợp lợi ích của giang đông ta cảm thấy giang đông ủng hộ lưu tông càng phù hợp cho quốc sách cướp lấy kinh châu của bọn họ không huynh trưởng chỉ biết một không biết hai Giang Đông khi đối mặt với tàu quân quy mô xuôi nam. Họ nhất định hy vọng người đứng đầu Kinh Châu kiên định chống đỡ phái tàu, để biết được một tin tức xác thực, Tôn Quyền sau khi kết thúc đại chiến ở Sài tang ngày hôm sau liền phái lỗ túc đi sứ Sài tang thương lượng giải hòa, bởi vậy có thể thấy được thái độ Giang Đông đối với Lưu Cảnh, để càng tin tưởng bọn họ sớm hay muộn sẽ làm đồng minh. Khoái Việt cuối cùng cũng thuyết phục được Khoái Lương. Khoái Lương trầm tư thật lâu, liền vui vẻ nhận lời nếu hiền đệ tự tin như thế, ta có thể nghe theo hiền đệ an bài đi phụ tá lưu cảnh, chỉ là ta dùng thân phận gì đi gian hạ. Khoái việc thấy huynh trưởng nhận lời, ông mừng rỡ trong lòng, vuốt trâu cười nói. Thân phận huynh trưởng đệ đã bố trí rồi, lưu cảnh xây dựng một tòa thư viện ở gian hạ, huynh trưởng hãy đến làm viện chủ. Ở tương dương mưa vẫn rơi tầm tã, về đêm mưa càng thêm lạnh, khiến nước mưa đóng băng lại, vô cùng rét buốt. bất kể là tương dương là phàn thành, trên đường vắng ngắt, thỉnh thoảng mới có bóng người qua lại. Tử quán vọng gian đến giờ đóng cửa, lục tích cuối cùng từ trong tử quán đi ra, hai gã tùy tùng đi theo sau y lục tích ở tại phàn thành, y còn muốn đi thuyền sang sông. Nhưng đêm nay y hơi say, gió lạnh thổi, cảm giác say càng tăng thêm, đi đường bắt đầu loạn choạng, hai gã tùy tùng vội vàng theo bên cạnh đỡ lấy y ta không sao. Y đẩy hai gã tùy tùng ra, bỗng nhiên bước nhanh chạy vội tới bên đường, ngồi xổm xuống nông mửa, hai gã tùy tùng ở một bên vỗ nhẹ nhẹ vào lưng của y. Đúng lúc này, một chiếc xe ngựa đột nhiên đổ lại chỗ bọn họ, vài tên áo đen từ bên trong xe ngựa chui ra, nhanh mạnh như ưng đánh ngã lục tích và hai gã tùy tùng ngã xuống đất, hai gã tùy tùng liều mạng phản kháng, nháy mắt đã bị đau đâm chết, lục tích bị bắt lên xe ngựa. Cả thi thể hai tên tùy tùng nhanh chóng biến mất trong đêm mưa đen kịt. Tuy rằng Lưu Biểu từng hạ lệnh vào năm kiến an thứ hai, Kinh Châu không được phép xây dựng tư ngục, nhưng mỗi đại gia tộc đều bí mật thiết lập những địa đạo riêng thái gia cũng không ngoại lệ thái gia xây dựng hai phòng trừng phạt ở kiếm quán dùng để xử lý những sinh đồ vi phạm quy định nhưng trên thực tế chỗ gọi là phòng trừng phạt này chính là tư lao thái gia ngầm còn có địa lao có gia tướng đặc biệt trông coi trong đêm gió rét lạnh trong mưa phùn một chiếc xe ngựa cùng hơn trăm người hộ vệ chậm rãi lái vào thái thị kiếm quán kiếm quán buổi tối rất lạnh không có một sinh đồ luyện võ nào xe ngựa dừng lại ở một phòng ốc thái mạo và hoàng xạ trước sau đi xuống lúc này một bóng đen đi lên không người thi lễ nói tham kiến gia chủ vất vả cho các ngươi thái mạo khen hai câu lại hỏi hắn hiện tại ở đâu bóng đen đó là gia tướng thái thị lôi hoành y dẫn thuộc hạ đi bắt giữ lục tích trong bóng đêm y giống một pho tượng đen không người đáp hồi bẩm gia chủ hắn đang bị giam giữ trong nhà lao chỉ có điều uống rượu quá nhiều, còn có chút mơ hồ. Lôi hoành lại đem một phong thư cung kính đưa lên cho Thái Mạo. Đây là thứ lục soát được trên người hắn, là thư Tây Tôn Quyền viết cho bạn Đức Công. Thái Mạo cầm lấy bức thư, nhưng không hề xem, mà hỏi lôi hoành đạo. Trong khi bắt hắn, có bị người nào phát hiện không? Không có, hai tùy tùng đi theo hắn đều bị giết chết, rất nhanh và gọn gàng. Lúc này, hoàng xạ ở một bên nhìn không được nói thế thúc không ngại xem qua thư trước. Thái Mạo liếc mắt nhìn gã, thản nhiên nói. Hiền chất, không cần phải gấp gáp, chuyện này cũng giống nhau cả thôi. Hoàng xạ mặt đỏ lên, trong lòng thầm mắng một tiếng, không dám lên tiếng nữa. Thái Mạo mở thư ra, mấy tên thuộc hạ vội vàng mang đèn lồng lên phía trước. Thái Mạo đại khái nhìn qua, là thư chiêu hiền tôn quyền viết cho bàn Đức Công. Nhưng Thái Mạo cũng không quan tâm nội dung bức thư, lão chỉ quan tâm phong thư này là tôn quyền viết, việc này với kế hoạch của lão là rất quan trọng. Lão dương dương tự đắc, không kìm nổi đắc ý cười nói. Có phong thư này và lục tích, lưu cảnh sẽ không thể chạy thoát rồi. Hoàng xạ hừ lạnh một tiếng. Vậy phải có lục tích phối hợp mới được, liệu hắn có chịu không? Ngày hôm qua hoàng xạ mới gặp thái mạo, còn có chút thái độ vãn bối, nhưng hôm nay thái độ đó ít hơn hẳn, ngữ khí của giáo úy nhiều thêm vài phần, nói chuyện với thái mạo cũng không khách khí như thế khiến trong lòng thái mạo có một chút bất mãn thái mạo dùng một loại giọng điệu trào phúng coi thường không thèm để ý nói những sĩ tử trẻ tuổi sợ nhất cái gì nói cho người biết sợ đánh sợ chết sợ danh dự bị tổn hại người tin hay không tối nay lục tích sẽ ngoan ngoãn cúi đầu hợp tác với ta nhìn vẻ mặt hoàng xạ còn không tin thái mạo hừ lạnh một tiếng vung tay lên đi xem đoàn người đi theo thái mạo vào trong nhà, hoàng xã chần chiều một chút, cũng đi vào theo. Cách phòng trừng phạt khoảng trăm bước là sân thao diễn của kiếm quán, thái tiến đang cưỡi ngựa huấn luyện chém giết, buổi sáng ngày mai là y và lưu cảnh lần thứ hai tỷ võ. Trong lòng của y vô cùng căng thẳng. Việc ngày mai đấu võ không được lan rộng, rất ít người biết đến, có thể nói chỉ là sự đọ sức âm thầm giữa hai người bọn họ, cho dù là thua, cũng không lo lắng ảnh hưởng đến danh dự nhưng trong lòng Thái Tiến vẫn thấp thỏm bất an, y biết rõ mình kém lưu cảnh, y nghe sư phụ nói lưu cảnh đã không hề dùng thương, mà là dùng một thanh trường kích tạo ra từ thép tinh, trọng lượng 70 cân, mà kim bối liễu dịp đao của y chỉ nặng 50 cân, hai người kém 20 cân, cái này nghĩa là bọn họ không ở cùng cấp bậc. Sư phụ rất thẳng thắn mà nói cho y biết. Y không phải là đối thủ của lưu cảnh, thất bại là điều hiển nhiên, nhưng việc đấu võ đã ước định không thể thất tính từ trước tới giờ Thái Tiến Y không phải là một người thất tín, cho dù ước định 10 năm trước, Y cũng sẽ giữ đúng hứa hẹn, biết rõ thắng bại, Y cũng phải có một trận chiến với Lưu Cảnh. Nhưng lúc này, áp lực của Thái Tiến không chỉ là đến từ Lưu Cảnh, phần lớn là trong gia tộc, gia chủ ra lệnh,